nhưng lại chỉ còn tức xác. Những đoạn học bằng vui đã chấm dứt, tiếng tâu chuyển sang một trang khác. Có những giai điệu hòa cùng lời ca, anh cho biết đến một bài nhạc. Giai điệu lời ca cũng đã kết thúc, hy vọng ta nhớ đến nhau. Hãy subscribe.